chào tất cả các bạn. Hôm nay chồng mình nấu nè. Hey everybody, we got burgers and we got hot dogs. Yeah. That's for the 4th of July. It's the tradition in America for 4th of July, the Independence Day of America. Yeah. So we have hot dogs and hamburgers. Mùi rất là thơm mọi người. Đây là cái truyền thống của người Mỹ vào cái ngày tự do của Mỹ á mọi người. Là sẽ ăn ăn hamburger và hot dog. Ok. Nó hơi bị nóng mọi người. Để coi nghe chồng. Anh chồng đảm đang của mình hôm nay anh nấu nè. I'm not used to it because I don't see my husband cook too much. Oh, your husband, this is my area, my barbecue. The barbecue. Hồi nãy mình với chồng mình, với em chồng, cháu chồng, với anh ba, với bạn gái của anh ba ra ngoài biển chơi một buổi trời mới về mọi người. Okay. Oh, this really good husband, huh? Bring these in. My wife can clean the dishes. I want to show Laurie the garden too. Oh, my master cook chef. Oh, you have a right. Là mẹ chồng mình đang làm. This one for burger. How to call this one? Hamburger. Mẹ chồng mình đang làm thịt bò. Đang làm thịt đặng lát mình nướng mình ăn hamburger. Doing a good job. Did you wash your hands? I sure did. Napkin? Đây là những thứ mà mình chuẩn bị cho cái ăn tiệc. Đây là bơ người ta wash ra để mà ăn với cái bánh nách này nè mọi người. Bắt đầu ăn với cái bánh nách này. Đây, em chồng mình đang mình Mỹ thì ta rất là thích ăn rau củ tươi như thế này sống. Usually in Vietnam we don't eat it if we not cook. Yeah, but in America everybody eat like without cook. Right. Yeah, but in Vietnam we have to cook this one and this one too. Cook radishes. Yeah. And usually we don't eat. We eat carrot with cook. Yeah, cook too. Cook. But here everybody is. Have you ever cooked radishes, Mom? No, but I've seen recipes. I have seen recipes. Đây là bánh mà mẹ chồng mình làm cho mình. Chocolate cake, right? Brownies. Yeah. Brownie cake. Đây mình nấu một cái nồi lẩu. Của Việt Nam, lẩu Thái. Và mình đang luộc bún. Đây. Chồng mình mua rất là nhiều bánh mì để ăn hamburger đây. Đây là đậu mà mẹ chồng mình làm nè. Does everything or more, Mom? More? Okay. I'm sure if you prepare it just the same way as sushi. Ở đây là dĩa rau mình làm để mà ăn lẩu. Đây, rau. Mia, are you talking to your mother? No, she's shooting video. I make video. Yeah. We can. About what we're doing. Yeah. No.
It's for memory too. Mà ba chồng mình đang chơi mấy cái đồ dành cho mèo. Because, yeah, George went to work, so I make it by myself. Yeah. Đây là dĩa trái cây mà mình làm nè. Gồm có dưa hấu, raspberry, nho, dâu, dưa lưới và khóm. Các bạn ngon. Oh, this look. In Vietnam, I never eat this. I don't know this either. Good? Lori, do you ever put celery in your smoothies? Sometimes. Oh, đây là dĩa rau củ em chồng mình đem qua. Most healthy to eat it raw, not cooked. Yeah. Most healthy. Yeah. Wow. Mẹ chồng mình đang làm đây. It's really good. Like, sometimes you watch the video again. It's really good. I like it. Did you guys have some? I did not. I don't think Dad did either. Charles did. Oh, Charles did? He loves his own brownies. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. We have 9 people, huh? Yeah. Oh. I can get you. Oh, 9 beef. Exactly. I'm not gonna have any. Oh, you don't have? I'm gonna have the turkey dog. Okay. Good. Đây, đây là ngò đậu mà mẹ chồng mình làm cho mình. Chồng mình nướng thịt bò với hot dog là cũng xong rồi. Cũng gần xong rồi. Chỉ còn 3 cây hot dog đang nằm ở trên lò thôi mà nó đã vàng rồi. Cho nên bây giờ chồng mình đang nướng tới bánh mì. Ở Mỹ này á, gia đình chồng mình ăn uống khá kỹ nha mọi người. Bánh mì á, là chồng mình mua là phải xem thành phần của nó là không có hóa chất thì chồng mình mới mua. Chồng mình nướng quá trời bánh mì luôn. Hôm nay á, cái gia đình mình sum họp á, có 9 người thôi mọi người. Mà chồng mình mua thôi khủng khiếp, mua nhiều lắm. Mua thịt bò rồi bánh mì là cái này cho khoảng cả 20 người, 30 người ăn luôn á mọi người. Chồng mình ảnh mua quá trời luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy chồng mình nấu ăn như thế này đây. Anh chồng giỏi của mình đây. Đây nè mọi người, thịt bò nướng xong rồi nè. Thịt bò với hot dog đã nướng xong rồi nè. Thịt bò này nó có màu vàng á, là chồng mình bỏ chia lên trên cái thịt bò á, cho nên nó có màu vàng á mọi người. Chi này á, thì cũng tùy người, giống như ai thích á, thì mới bỏ chi lên trên cái thịt bò thôi. Còn người nào không thích á, thì mình sẽ không bỏ chi lên trên thịt bò. Và mình chỉ bỏ chi lên trên cái thịt bò khi mà thịt bò nó đã chín rồi thì mới bắt đầu bỏ chi lên thịt bò thôi. Bánh mì bây giờ đã vàng rồi nè. Chồng mình đang lại bỏ ra, đang lấy ra. Các
cái lò nướng này á, ít khi vợ chồng mình sử dụng lắm. Cái này chồng mình bỏ ở trước nhà, trước cửa nhà. Đó, kế bên cái sân vườn mà hôm bữa mình quay cho mọi người xem á. Đây á, là cái món ăn truyền thống của nước Mỹ vào cái ngày độc lập của Mỹ, tức là ngày 4 tháng 7. I cannot see. Là người ta sẽ ăn hamburger với hot dog. Wow, rất là nhiều người đang bơi ở cái hồ bơi phía trước mình nè mọi người. Yeah, wow, really good. I cannot see. Wow, very fun. Wow, mọi người đang bơi trước cái hồ bơi. Mọi người đang bơi á, trong hồ bơi của mình. Never gives up. Oh, careful, don't let the red baby. This is super herbal. I really love that. In Vietnam, not too much men cook. So when you cook, I feel it really cool. Everybody, it's so cool, viral, and it'll get 1,000. After everybody watch it, everybody don't. Nobody believe American guy. Everybody want to marry it, only yeah. American guy. Yeah. Not every American guy like me, no. I think it's a lot red, right? Only 9 people, so. Yeah. So. Not too much, but. I never want to have not enough. I don't think everybody eats so much red. Only one is enough. You do your favorite funny face. But usually I like to bun two. On both sides? Yeah, both sides. I can see it in my phone. It's very fun, honey. You should go there. Mấy đứa bé là tắm trong cái hồ bơi ở trong cái khu khu nhà của mình nè mọi người. Rất là vui, nay là ngày lễ cho nên rất là vui, mọi người sum họp gia đình đồ bơi lội đồ rất là vui. I want to show Laurie the guy.